mà giàu ấy. Sài Gòn ngày trước GDP đầu người của người dân Sài Gòn ngày trước đó, của toàn cái miền Nam á, của Việt Nam Cộng Hòa đó, chưa bao giờ vượt qua được 130 đô một đầu người, một người một năm. Mà thằng Singapore bèo bèo là đã 5-600 rồi nha. Đó, bèo bèo nó là 5-600 rồi. Thằng Mã Lai rồi thằng Indo mấy quỷ kia nó qua mình cả khúc. Nên cái chuyện mà Sài Gòn ngày xưa giàu á là không có đúng. Chỉ giàu hơn miền Bắc thôi. Giàu hơn Lào, Campuchia, Miến Điện thôi. Đó, giàu hơn những nước như vậy. Và cái sự giàu giàu có của Sài Gòn ngày xưa đó, anh nói rất là nhiều lần rồi. Đó là do tiền của Mỹ nó viện trợ trực tiếp và tiền của quân đội Mỹ và đồng minh nó tiêu dùng. Đó là hai cái nguồn chính để tạo ra cái GDP. Mời em với. Mời em để làm gì? Trai không hứng. Anh chỉ mời gái thôi. Tại sao họ Nguyễn của tổ tiên lại đổi thành họ Hồ? Dù gì? Ai 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 họ Nguyễn đổi thành họ Hồ em? Hả? Sài Gòn xưa giàu ké đúng không anh? Đủ đủ ăn thôi chứ giàu gì. Tỷ lệ giàu nghèo của Sài của miền Nam đó, nó tương phản lắm. Cái người nào mà nằm ở trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó thì giàu. Còn cái người nào mà ngoài chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là người dân bình thường á, đó, đói bỏ mẹ đi được. Anh ơi, tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam nằm ở mức xanh hay đỏ? Trời đất, lạm phát Việt Nam bèo bọt em ơi. Hồi xưa mới nhiều thôi, giờ ít lắm rồi. Mời thằng Công Hậu Nguyễn kìa. Anh nghĩ sao nó đủ đẳng cấp lên livestream của em anh? Thủ tướng Singapore qua đây nói một câu. Trời đất, vậy cũng tin nữa ha. Thủ tướng Singapore qua đây nói mình cũng tin đó ha. Không biết nhìn số hả bạn? Đúng không? Anh Duy đã nói rồi, cái thời vàng son nhất của Việt Nam Cộng Hòa là khoảng đâu năm năm 63 hay gì đó. Ủa năm 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 nào đó? Năm sáu mấy đó là được 128 đô một người năm thôi. Mà biết Singapore thời điểm đó bao nhiêu không? 500-600 đô rồi đó. Đúng không? Giờ nó gấp bao nhiêu? Gấp 4-5 lần rồi. Giàu chỗ nào? Bây giờ nó đang gấp 4 5 lần bạn, nó ao ước bằng bạn hả? Bằng cắn trúng bả của nó rồi. Diệm tôn sùng chúa nên đàn áp Phật giáo, Diệm qua tới bên Vatican rồi mà em. Diệm chơi tới giáo hoàng luôn á. Mạnh lắm chứ mà dẫn đâu. Anh kể về ám sát đồng bào tại Huế đi anh, tầm bậy rồi em. Không có ám sát nha. Đồng bào mà dùng chữ ám sát hả? Người ta ám sát nguyên thủ, ám sát yếu nhân thôi. Ám sát đồng bào luôn hả? Bến Tre không ảnh hưởng của Việt Nam Cộng Hòa là sao? Mà Bến Tre tao nghèo chết bà nội. Ô mà Bến Tre tao lúc lúc anh ở là ông ngoại anh ở Mỹ Tho mày. Không phải ở Bến Tre, Bến Tre là chỗ anh đẻ ra thôi. Người ta nói đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm, phải vậy không? Đúng, đúng, câu này đúng cho tất cả mọi người đó. Và Duy Nguyễn tặng thêm bản câu nữa: đừng tin những gì ông Thiệu hứa, hãy nhìn những gì ông Thiệu chạy. Còn câu bạn nói quá đúng rồi, không gì chỉnh cả, đúng không? Đừng tin người khác nói, hãy nhìn người khác làm. Quá đúng. Hồi xưa quận 7 nhà bè cũng nghèo thấy mẹ. Hồi xưa chỗ đó là quận luôn á hả? Chỗ đó như là ruộng là gì mà mương gì thôi. Câu này là câu chế thôi. Câu nào là câu chế?
Không có gì gọi là chế các bạn. Bạn nói câu sau là đừng 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 tin những gì ông Thiệu hứa đúng không, mà hãy nhìn những gì ông Thiệu chạy. Bạn nói là chế đúng không? Bạn nói vậy là bạn có nhân quyền mà. Bạn nói vậy là bạn cực kỳ tầm bậy, vì mình sẽ chứng minh cho bạn tầm bậy nữa. Cái câu mà đừng tin cộng sản đó là của ông Thiệu đúng không? Đúng không? Câu đó là của ông Thiệu đúng không? Rồi bây giờ câu này là của Duy Nguyễn đúng không? Đúng không bạn? Bây giờ cái câu, cái ông Thiệu và Duy Nguyễn đều là người đúng không? Người thì ta muốn nói gì ta nói à. Đó. Còn bây giờ ngày xưa ông Thiệu ông hình như có tham gia đảo chánh ông Diệm á, rồi sau này ông gian lận trong tranh cử gì đó, ông lội, ông sửa luật, ông lội luôn ông Nguyễn Cầu Kỳ, ông cho ông Nguyễn Cầu Kỳ tranh cử tổng thống gì đó, xong ông làm thêm phát nữa, thì trong cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn số 2 đó thì ông là tổng thống, mà giờ chính thể nó mất tiêu rồi, ông là dân đen đúng chưa, giờ Duy Nguyễn cũng là dân đen ngang hàng mà, ngang hàng chứ bản sao gì chứ, ứ cái phục sao sao phải đàng hoàng chứ, bạn nghĩ sao? Câu Duy Nguyễn chất như vậy, câu Duy Nguyễn được khẳng định bởi lịch sử luôn đúng không, đúng không các bạn? Cái câu của Duy Nguyễn được khẳng định bởi lịch sử luôn đó. Lúc mà ông Thiệu vẫn còn làm tổng thống đó, ông còn mà nhận viện trợ mà đô la nặng tay đó, ông mạnh miệng lắm, ông mạnh miệng lắm, ông nói tùm lum hết nè. Nhưng mà sau khi hiệp định Paris bị ký rồi đó, ông xui rồi, ông còn vớt vé cuối nữa, ông nói thôi giờ kệ nó đi, mình tiên hà thủ vĩ cường quân giải phóng đi, chứ mình để nó mạnh quá quýnh không lại, ông đi quýnh ta trước đó. Xong rồi tới hồi mà thất thế là sắp ngủm rồi, bỏ tướng lĩnh, bỏ dân tộc, bỏ người dân, bỏ dân từ lưa học dưa hết chạy, thì cái đó là được kiểm chứng bởi lịch sử đúng chưa? Ông có hứa không? Có. Ông có chạy không? Có. Thì cái chữ chạy và chữ hứa nó phải nó tương phản với nhau không? Phải. Thì cái câu của anh hoàn toàn đúng. Đừng nghe những gì ông Thiệu hứa, hãy nhìn những gì ông Thiệu chạy. Ok chưa? Thỏa mãn chưa? Còn muốn biết người dân miền Nam Việt Nam phản ứng về ông Thiệu như thế nào thì mời bà có clip đó, anh sẽ trích ra đúng cái clip cái chỗ mà người người dân nha, bà này bà bức xúc lắm, bà hốt ông Thiệu luôn nè. Clip dài đâu bốn mấy phút á, đâu rồi, từ từ đến kiếm ra, biết con quỷ nào xó không ta. Một chín chín mươi đây rồi, từ từ mấy em anh lại. Cái bà cái rồi đây 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 đó đó. Mà thật tự mà người ta sử dụng mình cả năm lắm bắt như là những con cờ trong một cái ván cờ phục vụ quyền lợi cho họ. Thấy ông chửi Mỹ á, con cờ kìa, không tổng thống nói đó nha. Chúng tôi xin quý vị báo chí cũng như dân dựng các quý vị khán giả, khi quý vị đặt câu hỏi xin nói rõ sáng tánh. Đó, nhân quyền đó. Kia bà nói không không hay là cho bà nghỉ luôn rồi đó. Nãy bà nghe bà nói gì không? Đó. Đó, giật video luôn kìa, đâu cho nói hay không?
đào ngũ trong thời chiến tử hình, khỏi nói nhiều. Biết ông Thiệu nói sao không? Bà mẹ mày, tao là thằng cấp tướng chứ thằng đó, tao muốn đi thì đi, tao muốn nghỉ nghỉ, con chó này dám hỏi đó. Ông trả lời vậy đó, mày làm gì không? Đó, clip này dài lắm mà, nó thích coi coi đi. Thảm sát nãy đầu đầu livestream mới nói nhiều rồi, coi lại nha. Mười sáu tấn vàng của mày hả? Mười sáu tấn vàng của mày hay của ai? Nếu mười sáu tấn vàng của mày, tao nói tao phản đam. Còn 16 tấn vàng phải của mày, mày câm mẹ đi, mệt quá. Nãy giờ mày xàm hơi bị có truyền thống luôn rồi đó. Mười sáu tấn vàng của mày hay của ai? Nếu 16 tấn vàng của mày, tao nói tao phản đam. Còn 16 tấn vàng phải của mày, mày câm mẹ đi, mệt quá. Nãy giờ mày xàm hơi bị có truyền thống luôn rồi đó. Anh search lại tên clip đi anh, trời đất ơi, tên clip nãy livestream anh phóng tao đùng còn search gì nữa mày. Tua lại nha. Chính trị hoài mấy đứa bay, yếu mà chính trị hoài, chán thấy ghê. Đừng nghe những gì Di Nguyễn nói, ok cũng được, hãy nhìn những gì Di Nguyễn làm, được thôi, đâu có gì đâu. Kiếm ông Thiệu, ông Thiệu giờ như là màu xanh cỏ rồi, như bên Mỹ phải không, 5.000 2.000 lấy một gì đó ngẫm rồi chết rồi. Hay. Sao xăng Việt Nam lại cao gấp 3 lần thế giới vậy bạn, có phải bóc lột không vậy? Bóc lột gì bạn, bậy rồi, bóc lột chỗ nào? Xăng Việt Nam cao thứ 3 thế giới là chỗ nào, bạn chỉ đi, đúng không? Theo như mà bạn lấy giá bên Mỹ đúng không? Bên Mỹ cũng cao gấp 3 lần nữa bạn nha. Dạo này chú em nói hay quá nha, hay thì like và tím. Nhân quyền mà giật luôn cái micro, trời đất, có giật luôn micro là đỡ đó. Ở đó ít người là bà đó, bà nằm chầm bẹp rồi. Cái tội mà hỏi khó à, cái chuyện ông Thiệu ông chạy á, là cái chuyện cực kỳ nhạy cảm, đừng bao giờ hỏi chỗ đó. Hỏi chỗ đó bố ông nội ông trả lời cũng được nữa. Ông chạy thì không có quyền ông chạy, nhưng mà cái sai của ông, ổng là tướng lĩnh cao cấp, ổng là người chỉ huy tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà ông bỏ ông trốn trước đó. Xong ông gọi là ông bàn giao lại một cái chiến trường hỗn nát cho mấy ông kia. Đó là cái đó là cái vấn đề nhạy cảm nhất. Dầu mỏ mà sao xăng lại không rẻ? Đất nước có dầu mỏ nhưng mà xăng Việt Nam phải nhập à? Việt Nam chưa tự làm ra xăng nha, Việt Nam mà xài móc dầu thô lên xuất khẩu, xong rồi nhập xăng về. Ok. Còn muốn dầu mỏ rẻ đó thì qua nước khác, nhiều nước lắm. Qua mấy nước Tây Á đó, nó có nhà máy lọc dầu này nọ, bánh ngon lắm, nó bán rẻ cho. Theo Mỹ, Việt Nam có giàu được như Hàn Quốc không Duy? Không bao giờ, đừng có ảo tưởng. Việt Nam thua Hàn Quốc ngay từ phát xuất điểm rồi, đúng không? Hàn Quốc với Triều Tiên ngừng bắn năm 1953, bạn quay lại bạn coi năm 1953 của Việt Nam sao? Đang là bị thuộc địa của Pháp, đang bị Pháp đô hộ, đúng không? Nội mà cái chuyện mà cái hiệp định Geneva của Việt Nam đó, nó còn là cái bản second hand của thằng Hàn Quốc. Lúc đó đó là họp ở bên đó đó, là không phải bàn về Việt Nam và Đông Dương, mà bàn về chiến tranh Triều Tiên với Hàn Quốc.
nhưng mà cái vụ đó bể thất bại nên mới bàn qua Việt Nam đó. Rồi xong rồi bên người Hàn Quốc người ta phát triển rất là nhanh đó, người ta biết tận dụng thời cơ, tận dụng chiến tranh Việt Nam. Nó biết là chiến tranh Việt Nam này mấy người lính Mỹ nó nhu cầu tình dục rất là cao, mà cái khả năng là Việt Nam không cung ứng đủ đó, nên nó xuất khẩu qua đây chừng triệu gái điếm đó, xuất khẩu qua bên đây 1 triệu gái điếm cho là lính Mỹ gọi là vui vẻ đó, vui vẻ. Rồi nó lấy tiền nó đổi vào những cái gói viện trợ, nó đổi vào những gói viện trợ kinh tế. Rồi xong rồi tiếp tục nó xuất khẩu thêm khoảng chừng 300-400 ngàn gì đó, phải không ta, cỡ đó đó bạn. Nó xuất khẩu khoảng chừng mấy trăm ngàn lính đánh thuê cho Mỹ lấy tiền lương đó, xong rồi nó đổi lấy viện trợ phát triển kinh tế. Chứ ở đó mà tưởng đâu hàng bằng Hàn Quốc bất ảo đi, không bao giờ bằng được đâu. Bây giờ trừ khi nào Triều Tiên Hàn Quốc quýnh lộn mà quýnh nát nước luôn á. Mấy thằng gọi là Samsung, nhắc tên Samsung mới nhớ, bạn biết Samsung nó có khi nào không hả? Thằng Samsung nó như là biểu tượng của Hàn Quốc á. Thằng Samsung nó có trước cái thời mà chiến tranh Triều Tiên luôn. Thì quay lại Việt Nam lúc đó có cái gì bạn? Việt Nam lúc đó có cái gì? Nói thật với các bạn, cái nền kinh tế mà của miền Nam Việt Nam á là nó đa phần là người Tàu nắm, không phải người Việt nắm nha bạn. Từ những cái tổ chức tín dụng cho tới cái nền công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu chợ lớn, toàn là người Tàu không. Ngân hàng cũng là người Tàu. Việt Nam, người Việt Nam mình có cái gì? Không có cái gì cả. Đừng có so ngang với Hàn Quốc, vậy mắc cười lắm.